Châu Âu đối mặt nguy cơ suy thoái vì xung đột ở Biển Đỏ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xung đột liên tục leo thang do những cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào tàu thuyền ở Biển Đỏ đang khiến châu Âu một lần nữa lại nằm ở tuyến đầu của những căng thẳng địa chính trị. Lần thứ hai trong 3 năm, một cuộc xung đột ở khu vực lân cận của châu Âu đe dọa làm suy yếu nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của lục địa già các cuộc tấn công của lực lượng houthi ở yemen nhắm vào các tàu chở hàng ở biển đỏ đã buộc nhiều hãng vận tải phải lựa chọn hành trình an toàn hơn nhưng dài hơn và tốn kém hơn đi vòng qua mũi hảo vọng ở cực nam châu phi việc thay đổi tuyến đường đang làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa và khiến các nhà bán lẻ lo ngại về tình trạng khan hiếm hàng hóa một số nhà máy đã tạm dừng hoạt động do thiếu các linh kiện cần thiết nếu mối đe dọa vẫn tiếp diễn, các nhà kinh tế cho rằng lạm phát ở châu Âu có thể tăng trở lại, đẩy lùi khả năng cắt giảm lãi suất cơ bản. Nguy cơ suy thoái, Anna Porta, nhà kinh tế trưởng tại công ty bảo hiểm Allianz, nhận định đây rõ ràng là một trong những rủi ro lớn. Nó có thể làm giảm tăng trưởng và làm tăng lạm phát. Chúng ta có thể nói về nguy cơ suy thoái. Các tàu đi qua biển đỏ vận chuyển khoảng 40% hàng hóa trao đổi giữa châu Âu và châu Á. Lực lượng Houthi ban đầu tuyên bố nhắm mục tiêu vào các tàu của Israel hoặc những tàu đi đến cảng của nước này, nhưng trên thực tế, mục tiêu của họ bao gồm cả các tàu quốc tế. Điều đó đã thúc đẩy nhiều công ty vận tải chuyển hướng sang tuyến đường đi qua mũi hảo vọng. Tuần trước, Tesla cho biết sự chậm trễ trong việc giao linh kiện do thay đổi lộ trình vận chuyển đường biển sẽ buộc hãng phải tạm thời đình chỉ sản xuất tại nhà máy lớn duy nhất ở châu Âu. Nhà máy tại Bỉ của Volvo Cars, hãng sản xuất ô tô Trung Quốc Thụy Điển cũng phải ngừng sản xuất trong 3 ngày. Các nhà máy của Volkswagen không bị ảnh hưởng, nhưng hãng này vẫn tiếp tục theo dõi tình hình và liên hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp. Office Economics ước tính một con tàu di chuyển với tốc độ 16,5 hải lý trên một giờ từ Đài Loan, Trung Quốc đến Hà Lan qua biển đỏ và kênh đào Suez sẽ mất khoảng 25,5 ngày. Nếu hành trình chuyển hướng đi qua mũi Hảo Vọng, thời gian sẽ tăng lên khoảng 34 ngày, thậm chí có thể kéo dài hơn nữa nếu các tàu chuyển hướng phải chờ tiếp thêm nhiên liệu. Thời gian di chuyển kéo dài thêm sẽ làm giảm năng lực vận chuyển hàng năm của mỗi tàu và có thể tác động dây chuyền đến chi phí vận chuyển hàng hóa. Theo Freightos Baltic, chi phí trung bình để vận chuyển hàng hóa trong một container đi khắp toàn cầu đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024. Đối với châu Âu, tác động của cuộc khủng hoảng phần lớn sẽ phụ thuộc vào mức độ và thời gian gián đoạn. Các nhà kinh tế tại Alentres Tính toán rằng, khoảng thời gian chi phí vận chuyển tăng gấp đôi, kéo dài hơn 3 tháng, có thể đẩy tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng euro lên 0,75 điểm phần trăm và làm giảm tăng trưởng kinh tế gần 1 điểm phần trăm. Với nền kinh tế khu vực đồng euro vốn đã suy yếu, điều đó có thể đẩy lùi khu vực này vào tình trạng thu hẹp trong năm 2024. Paolo Gentiloni, quan chức kinh tế hàng đầu của Liên minh châu Âu, nói rằng tình hình ở Biển Đỏ cần được theo dõi chặt chẽ vì nó có thể khiến giá năng lượng và lạm phát tăng trở lại. Bối cảnh đã khác thời kỳ đại dịch COVID-19. Dù vậy, sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng ở châu Âu hiện nay ít nghiêm trọng hơn so với tình trạng tắc nghẽn năm 2020 và 2021. Tác động kinh tế của chúng có thể sẽ nhỏ hơn tương ứng các doanh nghiệp cũng đã rút ra bài học từ sự gián đoạn trong đại dịch Covid-19 và hiện có lượng hàng lưu kho lớn hơn so với thời điểm đó. Ông chủ Ikea, Jesper Brodin cho biết xung đột ở Biển Đỏ đã khiến hành trình vận chuyển bằng đường biển của họ kéo dài thêm khoảng 10 ngày, thậm chí lâu hơn nhưng khách hàng của họ không bị ảnh hưởng. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Prodi nhận định sự khác biệt lớn ở thời điểm hiện nay là chúng tôi đã phục hồi sau đại dịch. Số lượng hàng trong kho của chúng tôi vẫn đủ để cung ứng cho khách hàng. Nhà bán lẻ giảm giá Petco cho biết, xung đột ở Biển Đỏ ít ảnh hưởng đến lượng hàng sẵn có, nhưng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung trong những tháng tới nếu tình trạng này tiếp diễn. Các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thương mại đã khiến giá vận chuyển ngày càng cao hơn và thời gian vận chuyển bị kéo dài hơn. Căng thẳng biển đỏ gia tăng, thị trường hàng hóa trông tranh. Các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở biển đỏ gần đây đã gia tăng và dường như chưa có bất kỳ dấu hiệu cho thấy căng thẳng tại khu vực này sẽ giảm bớt. Thế giới cũng đã chứng kiến sự trả đũa từ Mỹ và Anh dưới hình thức các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Hiện vẫn chưa rõ những hành động trên có nguy cơ lôi kéo các chủ thể khác trong khu vực rơi vào vòng xoáy xung đột này hay không. Nhưng rõ ràng tình hình căng thẳng leo thang đã thổi bùng những rủi ro đe dọa gián đoạn dòng chảy vận tải hàng hải qua Biển Đỏ. Một báo cáo mới đây của ngân hàng ING đánh giá tình hình Biển Đỏ gây nên nhiều rủi ro về nguồn cung cho các thị trường hàng hóa, trong đó thị trường năng lượng dễ bị tổn thương nhất. Mối lo ngại được ING ưu tiên đề cập trong báo cáo là sự gián đoạn của thị trường dầu mỏ và năng lượng toàn cầu. Theo ING, khoảng 12% tổng lượng giao dịch dầu mỏ bằng đường biển toàn cầu đi qua Biển Đỏ, khiến nơi đây trở thành tuyến đường quan trọng đối với dầu thô và các sản phẩm tinh chế. Song, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng mặc dù tình hình hiện tại khiến ngày càng nhiều tàu chở dầu phải chuyển hướng, nhưng nguồn cung dầu vẫn chưa thấy nhiều tác động nghiêm trọng. Theo ING, việc phải điều chỉnh tuyến vận tải ban đầu có thể dẫn đến một số hạn chế đối với các nhà máy lọc dầu khi chuỗi cung ứng của họ cũng phải điều chỉnh theo thời gian vận chuyển dầu bị kéo dài hơn. Các doanh nghiệp vẫn cần theo dõi thêm để xem liệu năng lượng của các tàu chở dầu hiện có đủ để đáp ứng các chuyến đi dài hơn hay không. Tuy nhiên, ING đánh giá các cuộc tấn công ở Biển Đỏ chưa làm thay đổi cán cân cung cầu dầu mỏ của thị trường thế giới. Trong khi đó, khu vực eo biển Hormuz được ING xác định là rủi ro lớn hơn đối với thị trường dầu mỏ vì nó là điểm nghẽn quan trọng đối với dòng vận tải dầu toàn cầu. Mặc dù ngân hàng này được nhận định rủi ro gián đoạn của khu vực này là thấp, nhưng vẫn cần cẩn trọng theo dõi tình hình, đặc biệt sau khi Iran gần đây đã bắt giữ một tàu chở dầu ở vịnh Oman. ING nhấn mạnh, trung bình mỗi ngày có hơn 20 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển này, tương đương với khoảng 20% lượng tiêu thụ toàn cầu. Do đó, căng thẳng và xung đột leo thang đe dọa dòng chảy dầu ở vịnh Ba Tư sẽ là mối lo ngại lớn hơn nhiều đối với thị trường dầu mỏ và nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo của ING chỉ ra rằng đa số tàu thuyền có thể tránh biển đỏ bằng cách đi qua mũi hảo vọng. Nhưng ngoài một số dòng chảy qua đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, không có tuyến đường thay thế nào cho phần lớn dòng chảy từ vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz là sự lựa chọn duy nhất. Trong khi đó, dòng chảy khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG vận chuyển qua biển đỏ đã gia tăng trong những năm qua và chiếm khoảng 8% tổng thương mại LNG toàn cầu. Báo cáo lưu ý rằng khi năng lực xuất khẩu LNG của Mỹ tăng lên, lượng LNG được vận tải qua Biển Đỏ đã gia tăng, đặc biệt là hướng tới các thị trường châu Á. Cùng với đó, Qatar, nhà cung cấp LNG lớn nhất cho châu Âu và chiếm 16% tổng lượng nhập khẩu của khu vực trong năm 2023, cũng vận chuyển một phần đáng kể LNG qua Biển Đỏ và kênh đào Suez. ING gợi ý rằng nếu tình hình ở biển đỏ xấu đi, dòng LNG có thể bị gián đoạn và thời gian vận chuyển kéo dài hơn. Tuy nhiên, tính linh hoạt trong dòng chảy thương mại có thể cho phép thực hiện các điều chỉnh, chẳng hạn như dòng chảy LNG của Mỹ dành cho thị trường châu Á được chuyển sang châu Âu, còn dòng LNG của Qatar cho châu Âu chuyển sang cho châu Á. ING cho hay những điều chỉnh đó sẽ giúp những dòng chảy này tránh đi qua biển đỏ, cũng không phải đi theo con đường dài hơn qua mũi hào vọng của Nam Phi. Song tương tự thị trường dầu, thị trường LNG có thể gặp vấn đề nếu xảy ra sự gián đoạn ở eo biển Hormuz vì dòng LNG của Qatar khi đó sẽ gặp rủi ro. Qatar đã vận chuyển khoảng 108 tỷ mét khối LNG vào năm 2023, trở thành nhà cung cấp LNG lớn thứ ba toàn cầu với 20% thị phần. Đối với thị trường kim loại, ING cho biết xung đột ở Biển Đỏ đặt ra rủi ro tăng giá khi các kim loại đều được vận chuyển trong container vận tải bằng container vốn chiếm khoảng một nửa trọng tải hàng hóa vận chuyển qua khu vực này đều bị ảnh hưởng đáng kể khi các nhà vận chuyển điều chỉnh tuyến đường. Các hãng container lớn bao gồm MSC, Maxer, Lloyd, Koso, Evergreen đã chuyển hướng tàu đi quanh mũi hảo vọng, dẫn đến tình trạng tăng giá cước và thời gian giao hàng lâu hơn. Angie nhấn mạnh rằng những gián đoạn này đặc biệt có tác động đến châu Âu do khu vực này phụ thuộc nhiều vào nhôm nhập khẩu từ Trung Đông, trong khi nguồn cung ở gần đều hạn chế. Đối với hàng hóa nông nghiệp, Angie đánh giá thị trường này ít có khả năng bị gián đoạn đáng kể do tình hình ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, ngân hàng lưu ý rằng khối lượng ngũ cốc từ Mỹ được vận chuyển đến châu Á theo con đường dài hơn qua kênh đào Suez thay vì qua kênh đào Panama đã gia tăng trong thời gian trước ngoài ra một số nhà máy đường độc lập ở biển đỏ có thể gặp khó khăn hơn trong việc xuất khẩu đường trắng tinh luyện thông qua container do các tàu chở container tránh đi qua khu vực này báo cáo của ing khuyến nghị rằng trong bối cảnh tình hình vẫn đang có nhiều thay đổi các công ty và doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ sự phát triển trong khu vực biển đỏ và thực hiện các điều chỉnh để giảm thiểu tác động đến chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại